gì con? Chơi nhà hơi à? Chút xíu đi, chút xíu đi. Chút một chút qua cho đi chơi. Ba. Ơi. Chút xíu đi. Chơi nhà hơi. Nhà hơi mưa nó ướt á, nó ướt, nó còn nước ướt nhẹp à. Ở đây xíu đi rồi lại chơi. Con ra sau lưng em kìa, ra sau lưng em kìa. Đấy. Con lo em té rồi thấy không? Đừng làm em té Khang. Hung em đi. Có sao không? Đi Philip dẫn lông xuống đường nhựa đây Philip. Cho lông leo dốc. Đứng lên. Đứng lên, phủ tay. Anh lấy nữa cho. Tiếp đứng lên, tiếp. Anh lấy nữa cho ba hai đứa nhóc này với em chơi nhà phao mà. Chơi. Cho. Dẫn lên. Đi chơi không? Đi thì đi. Lắm, lên chơi. Kìa, nhà pháo kìa.